giờ ngày còn má chứ không có dính con nè. Ôi, qua đây, qua đây. Chào cả nhà. Hôm nay anh em bên vị trí đi câu cá. Cá sáng. Nhưng mà anh em bên vị trí mua á, giờ mua luôn cái nhà nước đang lớn á, đúng con nước thời điểm ăn luôn nên anh em quyết định là giờ mua luôn nha. Cùng bên coi cái gì ngồi trên ghe. Dạ ok. Thấy cầm giật á là chú bên chú cá sẽ hú luôn nha. Dạ ok. Sẽ cố gắng hết sức. Từ hồi nãy giờ là cũng có chụp con cá sáng á, bình hình quá dính luôn con cá hú. Con hú chà bá luôn á. Chà bá lỡ luôn. Nãy không biết cái nhà thấy rõ hay không rồi, giờ tụi mình quay. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Con này chắc là hơi chứ còn hồi nhiều hồi chè con kia. Lộn như ha. Chú Kha bị dính lưỡi. Chú hai mới nè. Rồi chú hai ngồi xuống luôn. Được chưa? Dính đâu? Trời ơi, đảo quá, tao đảo thôi. Dễ chưa em? Ôi, kẹt thấy rồi nha, Chú Khanh lại thắng luôn, chú Khanh. Cái sáng chào bá luôn. Còn lại đây chơi vui luôn. Rồi. Bỏ đi, rồi chúng mở vô sao? Đúng rồi, cá đang ăn mà. Mà nước đang ăn chứ tí nước mà nó đứng là xong luôn á. Dạ đúng rồi. Lộn vô ha. Mất tiêu rồi. Vô rồi, con nghĩ chắc vô rồi á. Cái hai cầm còn lên cái thứ rồi. Còn vô. Sao? Dưới này. Quá mấy rồi. Sao không tới được ngay? Từ từ. Cái cọng này đã dính hoài luôn nè. Tới tao luôn nè. Đó. Chạy à. Một con bòi hơn là phải lụm hai ba con cá. Con này chạy rồi. Thời điểm vàng trong làng cá sét. Dạ. Cái cọng ở cái cây mát cây cao quá, nhìn có nhìn lắm. Về mở cổ không chú ơi? Động mày thấy gì rồi? Chắc vậy quá à. Chắc yếu rồi. Chắc tự rồi. À thấy rồi nha, thấy rồi nha. Nhưng mà bự thế. Thấy. Cái xét mà không? Siêu to. Hơi bị to nha béo. Dạ. Có mập đây cái nha. Đúng, liên tục luôn. Đó, đưa lên cái nữa chưa à? Được chưa? Đó. Quá đẹp. Tiếp công có hiệu quả. Đậu cái luôn cái dư mồi để câu. Dạ đâu. Để bên này nè. Đậu từ từ vậy. Sóng lửa rồi. Lộp. À. Còn này quý hơi bị đã nha. Anh hai dính lục bình rồi. Lục bình đâu mà lục bình. Trời, chắc to quá. Chốc. Đây là béo. Đây nè, bên đây nè, chú Vinh cũng có nữa nha. Bên đây nè, cá, từ nãy thấy cái to không mua béo. Cái to nó đang nằm trong cái bờ á. Nước lỗi không thấy chú Vinh? Tại nước lỗi chảy không hồng. Đừng có luôn, cái máy ngoài nó xấu, chứ một cái là thì thôi mình đi về luôn. Mạng luôn á. Hết 18 triệu luôn á. Đi về khóc luôn á. Ui. Đưa cái này chú Vinh. Nè, bự nha. Từ từ nó bé. Nếu nhất gì rồi. Đó. Hai con đang ghẻ là mất hứng. Còn cho. Nó còn vô luôn rồi đó. Vô luôn hay vậy chú mày ơi. Ở xuống anh giùm luôn đi. Chứ sao okay. Giờ nữa. Ok. Cái gì không phá với cái cô xuống. Cái cá mình phá lắm mà. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống vô ha, ngồi xuống cá vô ha. Đâu? Rồi, con cá thì bị bự á. Chú Bình hai đống gõ gàng. Đó. Rồi, ngồi xuống. Ngồi xuống y như chú Bình đi hả? Bác sĩ ngồi xuống. Bác sĩ ngồi lên xuống. Ở tầng kia nó ghẻ ghẻ lên kìa. Đi đúng hay là dính đây?
Sao chú Vin? Thử mới tin. Có yếu rồi đó. Có yếu đọt rồi đó. Hơi bị lạng luôn á. Dính luôn. To không? To không. Chắc mấy cái to nó khoái ăn tép này nè. Tép để bé con Hà cả nhà, Vin câu tép trong không à? Đúng rồi, hai mồi khác nhau. Con tép này là hai con rồi đó. Con nãy có bé hay đâu móc lại đâu? Đúng rồi. Hồi nãy con nguyên thi luôn à. Bữa nay vui quá rồi. Con Khai cũng dính con nè. Nghe không? Phe luôn. Chú Khai dính con lại. Dính này phe cho cả nhà. Dính con chán luôn. Thả luôn. Sao chú Yên? Sao chú Yên? Rồi. Rồi. Đợt mỏ rồi. Yên nó vượt cái mỏ rồi. Không sao. Ồ. Lấy lại không đậu liền. Lấy lại không đậu liền. Nghe ý ý là biết rồi. Ừ luôn. Ghê chú Khai, Đây, to nha, to nửa béo ơi. Ui, gì vậy? Lên cá mà. Lên rồi. Lên đâu? Lên rồi. Cái cây kia hình như cũng dính luôn mà không biết rồi sao rồi kìa. Ù, cái to. Thì hai làm từ nãy giờ làm mấy con to không à? Em giòn giòn với nhỏ. Còn kia dính hay gì á chú Hai ơi? Nè, cái nhà con cá của Bin nè. Hết lằn không, mà béo. Ôi. Cái bụng. Bụng như bụng em này. Quay bên đây. Trời ơi, chị mày ta cũng lên nữa. Sao. Nữa béo ơi. Anh hai hô bự nữa rồi. Nặng quá rồi. Đó, xem vọng luôn. Đây, cái nhà ơi. Mày há bưởi. Cô béo sao? Chú Khai dính được con lục bình. Ai. Con cá luôn hả? Cá út. Đâu? Quá đã mình ơi. Quá sướng. Đỡ vô anh chưa? Thôi thằng camera em nó giật luôn nè. Gõ cái tay rồi giật. Cái nó đi. Còn cái dầu ấy vô anh ơi. Cái nó đi. Rồi, nặng rồi. Ê, anh hai em cái gì ngộ lắm nè. Chính rồi. Em cái gì mà em nặng lắm nè. Ủa, cái gì chưa? Tôi bỏ con cá đâu. Hả? Bỏ con cá xuống luôn á. Hai chưa móc bò chưa kịp quăng nó lại cái cây kia nó ăn rồi. Cả lên. Ủa qua tới đây luôn à. Bự luôn. Đâu lên rồi. Đây. Nhỏ. Tổng con này tổng. Con này vừa phải cái nha. Hai cần béo làm liên tục. Hai cũng y chang. Một hơi chắc dục gần mới kéo lại anh hai kia dục sao quá. Hai bỏ dưới không à. Cái này con thấy đọt nó dữ lắm nè. Em nghe rồi. Từ. Đó vô chú Vin ơi, vô chú Vin nè. Rồi. Đó, liệt. Đúng rồi, con này cái nè. Liệt cái nó coi. Tốt con tiêu rồi. Đâu, xay ra, để chú Vin. Bỏ vô lửa đi chú Vin này, nó vô lửa liền đó. Xay ra. Đó, ai da gớt dép luôn. Lên cá luôn. Lên luôn. Mày hả bưởi. Con này hơi nhỏ hơn con hồi nãy giờ. Béo lên cá, hai lên cá thì béo. Để Vin khoe cái thằng quả tư hồi nãy giờ cho cả nhà xem một cái. Ồ. Ở bên đây còn mới nữa nha hai. Từ. Đó còn mấy con. Đây, thằng quả từ nãy giờ anh em Vin này. Con này nó mang bầu rồi. Không có, cá hú là thường thường nó vậy á con, cái bụng nó bự vậy đó. Con nào cũng vậy chứ bên tại nó bẹ vậy á. Nè, đây là cái xét của anh em Vin từ nãy. Con cá bằng tay má. Quả đã luôn. Đó, bỏ xuống. Đúng rồi. Đây đưa cái vỏ nó hay bỏ vô cùng bé ơi. Để hơi nó chết. Ổn. Ở đây thì nó sống hơi lâu xíu. Đó. Cứ béo cùng năm chú con nữa nè. Đó. Có còn đó đã chú ơi bên. Quá luôn. Cốc. Từ nãy như là được hang cốc. Cái xét mang. Rồi. Rồi, kẹt đâu cái ốc vậy? Nghe lấy cái lọp giọng cá luôn. Vãi thiệt.
Gì vậy hả? Ê, ê, còn kia kìa chú hả? Pin con nè. Nè. Đó rồi đó, lượm rồi đó. Pin con nè. Ôi, con cá hú nữa rồi. Trời ơi. Gớt rồi. Không sao. Kìa kìa chú hả, lượm chú hả. Lượm chú hả. Nó ngậm nó lên tới tên nhẹ. Đó, chú hả lượm rồi đó. Lượm chú hả? Được không, được không? Để đem xuống cho cái này. Được, được. Ờ, sao hoạch dưới hiên. Quăn nữa, quăn xa nữa à. Mấy thằng quăn xa cũng lâu lắm. Ôi, bự, bự, bự. Bự. Không có mình quăn xa vậy đó, mình mới hồi hộp chờ đợi ha. Đây, đây, cái bia dùm cho. Thiệt lên tới bờ rồi mà. Giả bộ cái mình kéo cái bắt đầu cái này nhau nó quíu, quíu, quíu xuống vậy nè. Cái đầu cái nhà hồi hộp. Trời con này chắc nó to lắm. Đây rồi, đem lên bằng ngón tay à. Vô. Chưa rộng. Thì đúng rồi, rồi đó hả, thấy nó quýu quá trời luôn á. Thì chú thấy à? Dính cá, dính cá, câu. Cá đúng rồi, dính cá. Dính đi câu, dính cá gì, dính gì nè. Đó. Đâu. Lên. Lên nữa rồi. Trời, đang bính kiếm. Đây, đây, đây. Giải hết cái kiếm rồi. Bính giải cái kiếm con luôn rồi. Nhắc cái làm, làm cái là cái bụp luôn rồi. Phải dính cá cũng tức. Lên cậu mời không luôn. Thì chú Vinh. Ở cái này nó chú Vinh ơi, tới rồi chú Vinh ơi. Tới thời tao rồi. Hiểu rồi. Chú Kha, chú Kha. Qua đỡ cái này chú Kha ơi. Một em, một em. Ở lên nhanh, cậu lên. Nè nè, cái này cầm cái đi. Chảy rồi, con này chảy rồi. Chảy hả chú Vinh? Chín luôn rồi, Minh ơi. To luôn Minh ơi. To luôn rồi. Giặt quá tay giặt ơi. Ôi, chà bá luôn. Chà bá luôn. Con này cũng tự đương con này luôn. Quá tụi mập chưa ta. Quá đã. Làm như mấy con cái bự nó khác. Con này bự chà bá thiệt luôn. Nó mang tép rồi. Rồi. Quá tài rồi. Quá tài rồi, vô rồi, vô rồi. Ba đặng mà ba con này là kho một nồi kho là thôi. Tới luôn. Hết nói luôn. Lần này đi câu sung sướng quá. Quá vô rồi. Lo ngồi giúp cá không hả? Ừ. Mấy con cá này nó còn sống hết trơn à. Dạ đúng rồi. Lên không anh? Tép máy đỉnh. Tép máy đỉnh. Tép máy đỉnh. Bự nữa. Bự nữa. Lên hàng khủng luôn ha. Ừ, hàng to không? Đây, một con cá chét siêu to. Vậy là mới mốt sau này mình đi câu mình đâu có cần chi mua mồi. Mình quyết định là mình câu cá chét nào mình đi đâu lúa không? Dạ đâu. Đúng rồi. Quá đã. Ai dính quá cứng. Đó. Lượm vô bên, Lượm lắm, lượm rồi. Lên. To nha. Mày lên. To nha. Tại nó móc cái kỳ rồi. Đông mén như cái miệng nữa rồi lộ cái nách nữa rồi để em con lưới nữa. Trời ơi, cho mày chùa. Sao mà chạy được? Mấy này vừa ghê đi con, không có quay gần nữa con. Không có lưỡi qua tới bên kia luôn mấy không mà chảy được. Dưới này, nó. Nó. Đứng đây đi, con quay đi, đứng đây đi. Rồi. Giật nó. Mày. Lâm. To nha. Hơi bị to nha. Ô bự. Ơ ơ chú Yên, cẩn thận. Cái con này nó móc hơi nhẹ mày. Vô lâu thấu rồi. Chào ơi. Thấu qua mép rồi. Rồi, từ. Nằm im. Nghe luôn rồi. Nãy từ gái kia gần câu tới giờ mới lấy lời cảm giác được. Ôi, cá út nữa. Đây là bé út. Út mày đi. Tép đi. Con hè cá út ăn hoài. Để vài bữa câu cá út sao. Má nó lượm chứ ha. Đó, ở cá út.
Người ta câu tép dính cá sét, còn mình câu tép cũng dính cá út nữa. Phải thiệt. Nó. To nữa rồi. To nữa rồi bé ơi. To rồi chú Bình ơi. Ủy hai ơi. Trời, thấy gì ta? Cái gì ta? Thằng dữ lắm luôn á. Trời ơi chú Bình. Đó, con này chắc nó nữa rồi. Đó, chạy quá trời. Nó rồi. Ta. Ủa gì hả? Nó nữa. Bé ơi. Nó nữa chú ơi. Con ơi. Con quay đẹp nha Minh. Dạ. Rồi con né con về cho chú ba tới đây đi. Đây nè. Đó, vô. Vô. Cái tay. Vô. Cái tay. Cái này ơi. Một con cá ta thắng tươi luôn. Cái ta. Ồ, hay quá mẹ ơi, cá ta ăn tép mà cưng. Vừa mép nó luôn. Nghe nó nổi luôn. Ồ, cái nhà ơi, đây chiếc lưu phỏng của Vin nữa nè. Hai con luôn. Hôm nay là con cá hú, con này con cá ta. Hay quá. Thôi, thôi mà vô luôn. Vô luôn đi chú Vin nè. Xuống. Vô rồi. Lần đầu tiên tâm đợi dính con cá ta. Thôi chú Yên, liệt à. Đó. Liệt. Còn cái lưỡi rồi. Đó. Vô rồi. Cần cái ta nãy nè. Dạ đúng. Nữa rồi. Đây. Con gì đây? Thôi con này nhẹ. Ồ. Quay vòng vòng luôn. To. Ui, to béo ơi. Nữa rồi. Quay vòng này đi. Nè. Nè, giật chì văng vô mặt hi rồi ai da vậy béo. Đang đi câu hôm nay có ba anh em Bin này cả nhà. Mấy ký? Cái này để con ba rồi. Cái này chắc sao. Đi ra đây, ở đó đi con ơi, có đi đâu. Trời ơi. Dây là đằng kia xíu đi dướng dưới kia con ta. Mấy ký? Này 7-8 kg luôn á. Ghê vậy mày. Nặng. Chiếc này phẩm của anh em Vin từ hồi sớm giờ này cả nhà. Con này hơi cũng cá ký rồi. Con này là con cá hú á. Bắt cá ta lên cho cả nhà xem. Cá ta đây nè. Con cá ta. Một con cá ta nè, một con cá hú, một con cá ta, còn mới cá nhỏ, cô éo hùng mấy con này. Thôi thả đi, nhỏ quá. Ok. Nãy đâm em. Ừ, tính đâm rồi. Con đó con cá ta luôn đó nha. Cái này 7-8 kg khỏe luôn á. Chút xíu gì cần thử mới biết. 7-8 kg luôn á chú Hà. Anh em mình kết thúc chuyến này câu nha. Về cái nhà bây giờ 5 giờ chiều rồi. Trời ơi, sập xuống bóng mắt ông mặt trời à. Giờ anh em Vinh về thôi, về nhà gặp lại cả nhà nha. Bữa nay quá trời vui luôn. Bye bye cả nhà nha. Không cần hết. Bước chơi ơi. Anh em Vinh về tới nhà rồi cả nhà ơi. Giờ nó mấy ký? Cái này tầm 6 ký mấy gần 7 ký. Vậy 2 ký, 2, 2 cho 2 lần, 3 lần xì tiền. Chắc không? Chú này mấy ký? Chú Vinh 5 ký thôi. Chú Khe này còn mấy ký, còn mấy ký, chú Khe này 6 ký. 6 ký hả? Giờ chú Khe 5 ký rưỡi. 7 ký. Dạ không nào đúng á. Rồi, chiến lược phẩm của anh em Vinh kia nha. 7 ký này chắc cái thùng nửa ký á. Giờ mình đổ ra đi, Giờ đổ cái ra đi. Đổ ra mới đúng rồi, như ký á. Quá trời. Lần này là lần đi câu mà thành công nhất của anh em Bin từ hồi trước tới giờ. con bỏ hai con heo lên con cần của mình. Con heo này chắc hơn ký quá. Ký mấy? Ký hai. Hai con này chừng 2 ký. Con này gì đâu mà nó dính. Con này 1 ký à? Con nói chừng 2 ký nha cả nhà. Con này tới 1 gram. Đây, con đây là tổng cộng chiến lợi phẩm của anh em. Hai con chắc 2 ký quá. 2 ký, hai con 2 ký. Chiến lợi phẩm của mấy anh em. Quá tài đã luôn. Xung sướng. Thôi bây giờ mận đi, anh em mình xử hai con. Nó cũng vậy hả con ơi. Cái rưỡi. Còn xem chứ hà. Tí cái xì đi đúng rồi đó. Thiệt quá Bình ơi. Giờ anh em Bình mình xử hai con cá to đi, còn cá nhỏ thì mấy anh em mình chia nhau đem về cho gia đình. Giờ ba anh em Bình sẽ làm cái lẩu nhẹ nhẹ với con cá hú và con cá ta. Một cây chuối ra một buồn dừa. Đấu mẻ nha cả nhà, đấu cái ta nó mẻ ăn với cây chuối cây thôi.
chuối cây hôm bữa thấy tự nhiên ăn mẹ thấy ngon quá, giờ anh em làm cây chuối cây thôi nè. Chỉ hơi cơm mình ra hái mới rồi ra làm ra thơm nha con. Dạ, ok. Bình thường á thì đi câu cá ta ở đi câu cá lớn không dính, nay cố tình đi câu cá nhỏ thì dính hàng cá lớn. Thôi ui hên ui không, con cá sao thì ăn lưỡi dính đúng. Con cá hú đầu tiên mà đang mưa rồi cơm mình quay á là nó móc cái mép như thế này nè cả nhà, không vô lưỡi không vô miệng, dính ngang gò má, cái gò má nó hơi bị nọng á. Vậy mà hai anh em mình dìu nó lên được là hay lắm á, hên dữ lắm á, đùng đùng luôn mà nó không sớt. Cái con cá ta sao rồi, cái con tưởng con cá sét, con đóng nhẹ lên cho chú Yên nè. Rồi thấy nó gì kì nhẹ nhẹ nhẹ, chú Yên vô cái sét chú Yên ơi. Trời ơi chú Yên ngã lên cái tay chà quá. Cá ta béo luôn hả? Dạ. Đóng luôn, đóng vô lỗ mũi luôn. Ở vừa ít nước quá vậy? Để vừa đâu mà ít nước. Bởi vậy em chặt cá buồn nha. Thôi xả vì mua cắt sẵn rồi. Còn thêm tí tỏi ớt nữa mới ngon. Rồi cắt rau thơm rồi ra hết, cắt cá ra. Cắt cá này phải cắt làm 2, làm 3 cũng được. Chắc mần cao rồi chứ còn đừng cái giữa cá cái này. Mà cái bụng con cá hú nó bự thiệt chứ. Nó mở. Đúng với mần ra hai cái môi, hai cặp trứng giống cái tầm gam. Cá hú cái bụng lúc mà quay đi, lúc mà bắt lên cái nhà coi cái bụng nó hơi dữ dằn không? Còn ra mần này thấy cái bụng nó không còn gì hết. Tí nấu lên teo lên. Thôi nè. Nó không có mở nhiều hen. Dạ. Cá ở ngoài nó ăn bần nhiều á. Nó ngoài thức ăn. Nay mình sẽ hàng cá siêu to. Lần đầu tiên câu dính cái ta. Bự. Đây, bây giờ cho lên chảo thôi. Nóng từ đây, nóng cái nó lên mới hấp dẫn. Ừ. Mình sẽ xào sơ mấy cái con cá trước nha. Sau đó mình vớt ra, mình nấu lẩu rồi mình sẽ bỏ nó tới vô. Và cái nồi lẩu một bếp chơi hai công việc. Khi cái này nó vàng lên cái bỏ cá vô xào qua xào lại cái cho cá nó thêm chắc. Đây, cá của anh nè. Xào cái bằng thân cá thôi, cái bằng bong bóng cá với vàng cá không còn xào. Xào cái nó dính chảo à. Ừ. Dính chảo là nó hơi xấu à. Đó, ăn đều, ăn đều. Là cho con cá mà nó thơm hơn nữa. Xong cái bên kia vớt ra lên cho nước mẻ với nước dừa cho bên kia nấu. Thơm thơm. Thơm không? Thơm thơm. Như cái chả là hình như dữ rồi hen. Dạ đúng rồi. Mình nhấn cá chiên chả quá. Rồi làm cái món chua đi ăn luôn. Cho em nói ra gì á. Bớt lửa liền chú bên đi cùng mình. Chú Vinh cho nó cho hơi chả nó khét à. Căng, căng gục hình lại ha. Ừ. Làm một tô nước mẻ nè. Hai như mình, đổi về luôn nha con. Từ từ. Hai canh nha, hai cái mẻ nó hơi chua. Ok. Vô qua một nước vậy thôi. Rồi đổi vừa tan, nước vừa chưa con ngỡ đây luôn nè. Đúng rồi, tại vì có mấy cả cái dừa nó còn lại á. Cái gì cả. Cái này đi sẽ cho thêm một ít nước nữa nha. Ok. Vào tới hết luôn á. Mình cho tới vô một muỗng đường nha. Bên nêm trước rồi bên hai chứ mới cho cá vô. Đặng hai cá nó có thấm cái chua chua ngọt ngọt với mẻ không cái nó chua luôn à. Mình sẽ cho mấy cái nhạnh với bao tử với vàng vô trước. Đây cá. Chịu rồi. Thôi cho nó ra bọt, mình vớt bọt cái. Mẻ lúc nào cũng vậy. Ờ, mẻ nó lên bọt lắm. Trời, chính cái vớt ra nữa là anh em mình đã có món ngọt. Chú Bình còn mẻ chết rồi chú Bình. Cầm hai cái rồi con chịu nổi không? Trời ơi, có con nè. Ừ. Ở cái này đuôi gì chú hả? Ở chú Bình. Cái này phải đuôi cái ta, hai con cái kia. Cái này luôn cá, chú Vinh cũng biết. Giờ giờ với giáo anh phân biệt đi. Mần xong rồi con nào y chang này. Đấy con này cát luôn kia luôn nè. Đó, bỏ rồi dĩa xô. Đựng dĩa rồi á. Đưa dĩa xích vô con, xích vô. Đó. Đưa bên đây nè, chú Vinh đưa vô nách đâu không à. À cái này biết con biết rồi nha. Cái này là đậu cái ta mịn cái hú. Đi hai anh em mình sẽ mua dĩa.
nổ nữa thì lắng tới, còn không ấy nữa thì mình đi hết chứ nè. Bao tử buộc ghe hai dĩa nè, đồng cái ta mình cái hút. Bây giờ là chị Phúc mà tận hưởng của ba anh em Vin. Ba anh em Vin mời cả nhà ăn lẩu cá hú cá ba xa cùng ba anh em Vin nha. Hú cá ta. Béo mời cả nhà. Con mời cả nhà. Cá ba xa, cá hú. Ngồi lẩu nóng mà nha. Cùng một đồ của mình ăn nó hưởng tươi nhất của vô con. Ba anh em Vin ngày hôm nay về có bốc chuối. Đây để chú Vin cho còn ngồi đi. Ok. Chú Vin nhấm cho. Nhiều nhiều nha chú Vin. Nhưng mình phải mới quay trang kiểu cái gì mà người ta thường người ta múc người ta để như xà lan á. Cái chậu hả? Dạ đúng rồi. Cái sáng cạp á hả? Dạ đúng, cái sáng cạp ở chậu gì á. Rồi ăn đi con. Trời ơi, con ăn đi cô Minh. Con đừng ngại cô Minh. Biết là con quay phim mà con cũng công lớn nhất ở trong ba thầy trò luôn á. Sao nó 10 đâu, 10 nồi như một á. Không mà. Múc trời ơi, cái miếng. Đó, con lóc ra luôn nữa kìa. Trời ơi, quá mập quá, béo quá. Thôi giờ tao cảm giác nó mát á hả? Nó mát mà nó khỏe ha. Coi chèo bị cứ cua luôn. Đó là nó vừa lớn luôn, nó vừa nhẫn lớn luôn, cái mùi đùng 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 đó nha. Cá đang ăn đầm ầm ầm luôn. Thôi bình đi béo à, trời ở ngoài câu luôn, cho cô mình ở trong em nó cầm máy. Quay được nhiều quay hơn là khúc sau cái tự nhiên cái ổng bớt mưa lại mà khúc bớt mưa lại cá nó ăn là ít. Cái ham luôn á. Trời ơi, câu cái gì đâu mà giật lia lịa lia lịa. Ôi vậy bây giờ chín gì vô kìa. Không biết chín vô nữa. Giờ có hai giớt luôn mà miếng lên hết. Lia lịa luôn nè. Một phần lại rớt sao đi. Chín mà, nó sôi nãy giờ không chín sao được con. Anh hai không nói được nên lại ứ luôn kìa. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Giờ đổi lại chú Kha ăn cái mu lưng con, ăn cái cục mỡ ha. Ok, chú Kha ăn miếng xương luôn. Nốt cái đùi. Cái đùi thịt mềm hơn cái thịt lưng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Hôm nay anh em Pin nhẹ nhàng. Chú Kha thấy con cẩu như sáng cạp luôn nè chú Kha. Chào cẩu con. Ăn cho mạnh 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 đũa đi. Cá đũa. Nhiều mà. Mẹ đũa. Chú Kha ăn cái phần đuôi nè. Cho mỏng mỏng nha. Chứ người con đừng ngại. Con miêu bắp chuối nó nóng mà Pin nó không nói chuyện luôn á. Đó, hồi đó giờ lại được từ lúc mà bước ra làm tiếp chú bé của mình nha, lần đi câu này là có lại cái số lượng này nhiều nhất mà nó nặng ký nhất luôn á. Hôm trước thì được 10 con cái ngát, nhưng mà cái nhỏ nhỏ mà số lượng thì được 10 nhưng mà chất lượng thì cũng không có. Nhưng mà lần này thì anh em Pin vừa có chất lượng vậy vừa có số lượng. Chất lượng là 2 con cá bự. Bữa trước thì cũng được 2 con cá bự nhưng mà nó không có được số lượng. Bữa nay đảm bảo hai thứ, cả số lượng và chất lượng luôn. Chiều này nếu như mấy anh em còn câu nữa là coi là có nữa mà chiều nhưng mình sẽ mình chậm lâu hơn à. Đúng rồi, tính đi tính lại mình câu chừng 2 tiếng đồng hồ gì hả? Đúng rồi, 12 giờ ở đây anh em Pin đi mà ra ghe rồi chạy qua bển luôn là tầm khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ 2 giờ bắt đầu câu mà 4 giờ anh em Pin, 4 giờ 4 rưỡi anh em Pin về là chỉ có 2 tiếng 30 phút thôi mà được 6 ký cá hả? Không có đánh 10 đó nên chắc chú cá mình làm bụng nữa. Quá trời câu mà giật mày gãy đọt câu luôn mà. Quá dữ quá dữ. Chẳng qua là cái gần câu của con Minh yếu xìu. Cần lô mà chú ha, cần lô cái đi con xong. Béo dễ gà bị làm một miếng luôn nè. Chịch vô. Lăn qua lăn lại. Cá đi Minh. Cá đi con. Cá béo. Làm ăn bắp chuối không vậy? Không á. Nhưng bắp chuối ăn bén thiệt. Bắp chuối còn sáng á. Cây chuối. Bắp chuối nhậm tên. Cây chuối. Nhớ lộn. Cái cục này cục gì nữa chú ha? Đúng là ăn cái nhà ăn lâu mẹ ăn cái bắp chuối này. Cái cây chuối á ngon lắm. Nó giòn nghe gạo gạo luôn á. Cái là nó thấm nước mẻ nhiều á. Ăn rất là hấp dẫn luôn. Cái này mà mốt mà mấy anh em mình sắc xui chắc nó còn béo dữ ha. Cái nó giòn hơn. Nó giòn hơn. Đúng rồi. Mốt làm dĩa gỏi gà cái chú cây mà sắc xui đi cho cô Minh nó ăn, chắc cô Minh nó chưa ăn đâu. Hai anh em mình có ăn rồi chứ cô Minh chắc chưa ăn cái kiểu đó đâu. Chú học đi hai. Chú học thì nhiều lắm.
ra ngoài vườn bữa mình bẻ bắp chuối á. Cái mình... vườn đó người ta bỏ rồi. Mình là sáng ngày chuối con mình đem về mình làm gỏi ăn. Trời ơi nó giòn như ngó sen luôn á. Ngon. Mày cái heo chị dọc cái nhạn rất là giòn. Nhưng mà phải lấy phần non nhiều nha. Không có lấy phần cứng cứng ở ngoài nha. Rất là giòn. Cứng là xương lắm á. Nó sơ lắm á. Nó sơ lắm. Xương ấy mà. Sơ. Mà tụi nó cứ như cái xương chứ. Bị như trời khi mình nắm hả? Vậy mới kịp tiến độ ba hay tòm mới được. Chơi lắp cá tôm. Thầy ơi, bươi hai đục cá này chi con. Đó, gắt để, luôn đi. Để ở ngoài không chịu dít đâu. Mô mô cái tông đổng này la làng hà. Ừ. Thích chui vô kẹt quá à. Kiếm đông kẹt không à. Ngày kiếm chuyện thì nè. con để đây nửa tiếng rồi con hay ăn đó. Kiếm ăn đi nghe chứ đừng cái kiếm chuyện nha. Ghê chứ thằng. Quá sùng sướng. Ừ. Chú kè nó nóng quá. Nóng thiệt, chú nó nóng dữ dằn luôn. Hồi nãy hay ăn cái gấp đầu tiên hay không nói chuyện được luôn á. Ăn cái tà, cái hú mình. Mặt của ha, con không rít. Coi đôi cái tà. Cái này là đầu cái ta nè, cái bụng cá hú gì á. Đúng không? Còn cái đuôi. Cái đuôi chắc cái đuôi cá. Đuôi cá út. Đâu đâu luôn. Đầu cái ta mình cá hú, đuôi con cá. Đế quá tài đế rồi béo ơi. Hết nói rồi, hết tị nữa được rồi. Minh gọi em chạy. Giờ hai chạy vô khứa cá. Bữa em thấy ông Tời đang chuyển mưa mà em nói đó. Nó ngủ đâu mình quên rồi. Cái nó nói thế này thì nó cũng không mưa. Nó nói sao không biết. Kìa có con phỉnh kìa. Mà em nghĩ hai tưởng tượng đi. Vòng vòng đen hùi hết tơ luôn. Có con phỉnh ba lớn vậy mà xanh thôi. Mà sao lè kìa. Thôi lại luôn. Nó đía nó nổi dậy luôn á. Phải chịu có ngô chứ ha. Phải chi nó nói với ai không hờ. Em không tức mà nó nói chuyện với em mà. Chỉ có hai chú cháu mà nó đía dậy nè. Em lại nó luôn á. Nó thôi. Mà chịu đâu mưa hay đâu. Không tối luôn đâu mưa. Tối tối không mưa mà có hàng đi bán cái cơm. Bữa nào? Bữa ngày bữa đó chứ bữa nào. Bữa sao mà? Bữa nào không bữa nào, bữa đó con. Đâu quá con mình ra món nào ngón bị ghế của ba cứu không nổi. Con Minh nó đế lắm. Em sợ lắm. Phải chứ nói chuyện nhiều người thì em không nó giỡn nhiều người không nói mà hai chú cháu đang nói chuyện mà nó đế vậy đó. Đế đúng người em Minh. Đúng á. Dạ. Đế đúng người. Đúng rồi. Dế đồng quá bị quấn chết. Dế đồng ra là quấn chạm kịp. Không mà cái bắp chuối ngon. Giờ anh em mình rút nghiệm mà nếu mà được có đọt bầu thì ăn với đọt bầu không ấy thì chứ ăn với bắp chuối. Ôi chuối cây. Đọt bầu thì ăn thì cậu nói gì nữa nó đúng hợp lệ luôn. Giờ mới có cảm giác nó ngon lại nè. Nãy ăn cá còn nó không ngon dữ tưng. Đọt bầu. Nay cả nhà thấy cái bàn của Vinh đẹp không? Rồi sáng này mình mới đánh nó lại. Đánh bóng rồi. Chứ là cũng tính làm lâu rồi mà làm rồi đi qua làm rồi. Đồ quên. Hồi sáng này là nhất quyết đi qua gầu luôn á mà không có nhớ luôn á. Béo vừa chạy xe về á. Béo chạy luôn đi. Đi mua cái máy về hay đánh liền cũng được làm liền đi để hay quên nữa. Chắc là ngay ở tiệm mua đồ này em đã nhớ rồi. Nhưng mà sợ hay mua rồi cái bắt đầu có à. Tại bữa tối hay nói đó. Rồi sợ hay mua một cái thì mua một cái nó dư nên mới chạy về luôn. Bởi vậy hay qua rồi mà hay quên mất tiêu. Hay quên mất tiêu rồi sẵn bé thêm bé hơn bé chạy luôn đi. Cái này vậy chứ không? Bụng đúng không? Bụng mỡ á. Rồi có bong bóng nè. Bụng mỡ của chú Kha hả? Bụng mỡ chú Kha nằm đâu đó. Nằm dưới đây nè, dưới bụng chú Kha nè. Cục này ăn chắc hơi ngon nè. Gì con? Ăn gì? Cục gì mà hơi ngon vậy? Cái bụng á. Bụng mỡ của chú Kha. Ghê. Bụng mới đông quá. Này mà pin đi câu nhiều rồi, mấy anh em pin đi câu nhiều rồi mà chưa có lần nào mà làm cá liên tục mà nó hấp dẫn mà nó liên kỳ như bữa nay. Cần này giật, cần kia giật, béo giật, cái pin giật, làm lía trong vòng 2 tiếng mà. Làm con mấy lượng quay luôn á. Bữa nghe sư phụ nói là ăn chỉ cá chỉ ăn bữa 28 đến mùng 5. Còn lố mười mấy thì ăn từ 12 tới 18. Ăn tới 19 luôn. Hôm 18 chứ, bữa 18, 19 hết ăn. Hôm bữa gặp sư phụ bữa 19 phải không? Ông nói ta leo. Chứ nó vẫn ăn mà nó yếu thôi. Ông nói ta leo nên ta ngồi ta nhậu là mày biết rồi đó.
câu gì đam mê nữa hả? Chạy bắt chuối trời xuống, bắt chuối ngon quá. Cái bắp chuối, cái cây chuối cây này là bên lãi ra rồi nha cái nhà, nếu mà cái nhà còn để nguyên cây của mình sáng cây chuối cũng khóc luôn á. Chuối nó chắc nó gần về cũng cũng đuối lắm á. Xí nỉ không có đâu, vô ra con chạy, con vừa chạy con vừa ôm nó. Được rồi con. Rồi con ngoài đây nữa mà. Công nhận cái ăn bao tử giòn dữ ta. Thật sự không? Thật sự không? Sợ có mấy nè. Ăn giống y chang bao tử cá luôn. Đúng đúng. Mùi hiểm không anh? Chú Kha mà nó giống bao tử con khác là hôi gọi luôn hả? Bao tử con này nó lạ lắm. Bắt cá qua tiếp đi anh ha. Cái này để em đi giúp tới giúp luôn chi không công. Em để cái đôi này qua để ăn. Đó, ăn về đi để cái này mình không có quậy tới mới nuôi nhiều cá nó còn đẹp. Nuôi cá nuôi cá thà. Đi câu dầm mưa vậy á mà về nấu cái lẩu nó ăn cảm giác nó khỏe, nó khỏe luôn, nhưng mà sự là ăn không ăn nhiều pin đó nha, pin không ăn nhiều ăn ít mà thấy cảm giác nó khỏe, nó mát. Chứ này mà cá này mà giờ nấu nồi cơm chiên lên hay kho lên chắc hơi bị khó thở á. để vô ra hung mòn cá này cái kêu không hoài đúng không? Một mình nói đó này còn mình bán ngay cơm lại của mình luôn. Kêu nó. Bữa nay đi câu về đây rất là vui luôn. Mà gì phải dính cái bự không còn vui nữa, nhưng mà đi câu mà mấy anh em mà đi câu mà biết được vậy là ba anh em biết được vậy là thật sự là rất là may mắn, là vui lắm á. Đi câu gì kia hai ba con thôi là người đi câu cũng đã vui rồi. Nói chung dính cá giật là vui rồi. Thôi bạn này mình tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.